chịu khó làm ăn đêm thì liệm đạo, đó là trời tạo trở lại quê ta. Con mẹ, con cha, con bà, con tổ, làm sao thi đổ đừng để rớt rơi. Cậu hát đây chơi, ai nghe cũng được. Lưới chờ đã lượt, cậu chậm dám ngoa. Nay cậu hát ca để hòa cùng hảo, vừa qua đã bảo đến tận số 10. Cậu không muốn cười hoặc hay muốn khóc, bây giờ động tóc ai biết gì đây. Mong Phật chuyển say, mong thầy chuyển lại, người ở phương ngoại về nội màng ba. Không... là 8.100.000 thì con xin được phép công bố danh sách của các cô chú anh chị. Một mạnh thường quân đã chuyển khoản vào tài khoản Sacombank của Tiến Dũng ngày 29 tháng 10, nhưng mà không có ghi tên người gửi, mà chỉ ghi là có nội dung là gửi cô Năm Thảo 1.500.000, gỗ câu Hoa Lý 1.500.000, hay gỗ câu Năm Bồ Đề 1.500.000. Thì hôm nay con xin chào cô Năm 1.500.000 của một mạnh thường quân chuyển khoản không ghi tên. Người thứ hai đó là chị Bùi Ngọc Lan ở Hoa Kỳ gửi cho con 100 đô là 2.300.000, gửi em Phương 1.300.000, gửi cho cô Năm Bồ Đề 1.000.000. Người thứ tư đó là cô Kim Tú Trằng ở Hoa Kỳ gửi cho cô Năm Bồ Đề 100 đô là 2.300.000. Anh người thứ tư đó là anh Khánh ở Sài Gòn gửi cho cô Năm 1.000.000. Người thứ năm đó là cô Hương Đức Chơn ở Hoa Kỳ gửi cho cô Năm 100 đô nữa là 2.300.000. Thì tổng danh sách của năm anh chị là với số tiền là 8.100.000. Con xin trao cho cô Năm là 8.100.000 của các cô chú anh chị để hỗ trợ cho cô Năm, để cho cô Năm sửa lại cái căn phòng trọ đã lâu năm cô Năm không có sửa sang lại. Thì hôm nay cô Năm muốn sửa lại để giúp cho những người bạn đạo hay là những người đi núi non mà không có chỗ nghỉ ngơi thì có thể... Vâng, Tiến Dũng xin thấy cái chào tất cả vị. Ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại để gặp cô Năm Bồ Đề có nghệ danh là cậu Hai Kilo Tô, để hỏi lại cái lý do vì sao mà em Phương nói là trả đất cho cô Năm, và trả đất ở đâu và như thế nào. Thì ngay sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị hãy cùng nghe cuộc trò chuyện giữa Tiến Dũng và cô Năm Bồ Đề nhé vị. Xin kính mời tất cả vị nhé. Vâng, và bây giờ Tiến Dũng sẽ vào bên trong nhà của cô Chính để gặp cô Năm nhé vị. Dạ dạ, con xin chào cô Năm. Dạ, cô Năm khỏe cô Năm? Dạ, khỏe. Chào hai chị. Dạ, hai chị. Dạ. Chào. Hai chị chào. Đến từ đâu hôm nay gặp cô Năm vậy chị? Cộng đồng xã hội. Dạ. Từ Hồng Ngự. Dạ vậy ha. Dạ cô Năm ơi, cũng có là nhiều cô chú cũng quan tâm về vấn đề mà cái video mà con đăng lên, mà nói em Phương trả đất cho cô Năm đó, là cái nguyên nhân vì sao mà em Phương lại nói như vậy, cũng như là cái miếng đất của cô Năm là ra sao mà em Phương nói là trả. Cho nên cô Năm có thể giải thích hôm nay nói đây cũng cảm ơn chân điển của Phương. Phương tuy rằng hình hài sắc thể như thế nó chưa hoàn mỹ, là một con người cũng giống như chúng ta ở thế gian. Nhưng mà trên đầu người ta có một cái thần quan, cũng có cái thần lực. Và đã có lý ra thì đã bảo quản cái đất đó suốt 700 năm nay. Thì cô hiểu chuyện đó, bởi vì nó có nguyên do như thế này. Hồi xưa đó Phương thật sự là con rắn của bà đội, thần xà. Thần xà của bà đội, mà chính nhiều người đã từng thấy, mà khi giải phóng thì còn ra nhiều hơn. Năm 1975 ra nhiều hơn, mà bị gì ở trên đó nó khô khan, với phần thú đi hết rồi, chắc là không ăn hay sao mình không biết. Tự nhiên thú từ từ mất hết rồi, còn mình không hay sao. Chống Hà Lâu với Ngô Công, còn ông Ngô Công mà cô đã nhìn được Ngô Công rồi, là được hoàn mỹ hơn. Ngô Công là đích. Ai cũng biết cái chuyện Ngô Công với lại rắn thần. Thì cô đây là cái chủ thân của cô cũng biết, mà nhờ sư cậu là ông Sáu Cậu. Ông đã từng kể cho cô nghe. Rồi sau đó ông giao miếng đất bên đó. Là giao miếng đất ở trên cái hang của rắn, hang của Phương. Rồi ông phải dặn khi nào ở dân tộc nó có thiếu tiền bạc gì đó, nó khổ sở không giúp nó, thì sau này mua được nó thành công rồi, chứ không phải tự nhiên, hiểu không? Nó cũng có nguyên do của nó. Rồi cái vấn đề mà rắn này đây á, thì không biết lúc đó là làm không biết, chứ biết chắc không làm quá.
như rồi sau này mới biết là 7-8 năm nay. 7-8 năm nay là nhờ điển cậu hai, cái sắc cậu hai đi tìm. Yeah. Đi tìm bên đây là cậu ba, đây thật sự là cậu ba, nào giờ gọi là lúc nào cũng nói cậu ba không. Yeah. Từ khi có cậu hai, cậu hai mới lại nhìn anh em là họ trần mà trước mình biết nhưng mà không dám lộ, bởi vì đưa về núi thì về làm vậy thôi, chỉ biết làm chứ không biết nói. Ông về rồi có nói với ông, nói, ông mà lộ ra anh em mình te tua đó, mình thật sự te tua cho tới ngày nay 700 năm trời. Yeah. Chứ trốn không, chứ không có nói gì hết trơn. Rồi đất đai để người ta dí luôn. Thì cái hồi mà mới vừa bị người ta gạt, mình biết được, mình phát hiện được rồi, thì tự nhiên là cái nhà nhập thất cuối cùng, tự nhiên lúc đó cô tu theo hình thất, cứ một năm bốn cái thất về, huynh đệ nào về 7 ngày xong rồi đi. Về thành phố mà nay nó làm công việc, yeah. Giống như mình đi học. Cái giờ thấp xong tự nhiên chân kêu đi ra tìm sắc đắng đi, sắc thành xài. Bây giờ nó tên là Phương với thằng Đại. Yeah. Cái mình thắc mắc, cái mình nói cái này có nghe hai két nói mà lúc đó mình quăng vô mình không nghĩ tới. Cái mẹ kêu hai két, cô hai, cô dắt tôi lên cái chỗ mà cậu gì mà hô rắn rắn đi, bà dắt đi được. Nó tội nghiệp nó nói sang năm nó đi đó. À, cậu ơi, nó lo sang năm đi. Cho nó chị dắt tôi ra ngoài đi, chị ra ngoài tôi thấy nó, cái nó gặp tôi nói liền. Bà Năm, cái thằng nhặt như ủa, mình đâu có chưa nó gặp nó lần nào mà sao nó kêu mình bà Năm, là hơi giật mình nha. Là hồi nào giờ là lúc đó là Năm chưa gặp Phương, Phương mới chưa vô gặp Năm luôn. Mới vô lần đầu tiên nó bà Năm, cái giờ gặp nó ủa, sao biết cô hả? Sao biết, bà ở trên đất tôi chứ đâu. Ừ. Cho nên, ủa đất ở đâu? Bà nói bà bán đất tôi hả? Bà ngon bà bán đi. Ừ, nó nói giọng mạnh lắm mà nó cứng nó đô lắm chứ không phải gì vậy đâu. Cái cho nó bà ngon mà bán đi, nó chung nó nhặt nhiên cho nó. Ủa vậy giờ mày con là rắn nè, bà sợ hả? Bà sợ con hả? Hỏi vậy thì hồi đó tôi sợ thật. Tôi mới nói với ông cậu cho nó thôi nghe nói chỉnh thì không lên ở đâu, ông ra mà. Nó ông nói không có đâu, người ta làm người hết rồi. Thì giờ tôi mới tin là ông cậu nói. Nghe không? Là lúc đó mất hai mấy tuổi. À giờ cái nó cũng vui vẻ lắm, để nó biểu thôi mua cà phê sữa nó uống đi, ra thuốc hút rồi cái tôi cũng chiều nó, chiều cái nó nói chứ bà không có bán được đâu à, bà về đi, cái bếp của bà đó mà nó đâu có lên đâu, cái bếp ở trên nhà thượng, cái bếp của bà dòm ra khoảng 2 cây dài đó là cái hang tụi mình đó. Nói gì luôn. Mới về mới kêu Hùng Minh, lúc Minh chưa chết, kêu Hùng Minh, mà giờ mày lấy móc quéo mày ra mày ruồng hết cho tao coi phải hang không. Thiệt cái hang rắn bằng có luôn. Hang rắn bằng có luôn. Cái nó thấy gì nó là vậy là đúng rồi, vậy là ông cậu nó đúng. Mình mới tin là ông cậu. Cái rồi nó hơi lấy đá rồi dần lại hết. Nó trồng nguyên một bụi dông đó. Mình cho nó bích nó hết, không ai thấy. Đó. Rồi từ đó thôi chợ nó xảy tới cho mình đủ thứ. Mình kêu bán không được là không được. Kêu bán cái là như cô đâu. Nếu mà nói người ta đổ lệ với lại khóc kêu mình khóc không thể nào biết hết. Ở trong cái xã này không ai nghèo bằng cô, nó dám bảo đảm trong cái thời gian vừa qua. Không lúc này cũng đỡ rồi, ngồi pháp cho vừa hết chứ cho chút đỉnh hết chứ không ham giàu. Cho để sống thôi. Sống là vừa đi bằng cho ăn để sống chứ đừng phải sống để ăn đâu. Hiểu không? Đó vừa hết rồi, giờ hết rồi đó, giờ cho. Con cũng hy vọng hết rồi cho nó khiến vậy thôi. Mình muốn hy vọng là những cái lời nói của em Phương sẽ giúp cho cô Năm sẽ có được cái miếng đất trở lại. Không, nó nói là cô biết có. Tại vì cô thấy nó diễn biến ra hết là từ cái giấy tờ của tòa án chấm. Tòa án ha, nó đã gửi xuống rồi. Rồi cái thứ hai nữa là cái thừa kế của cô ở trên Sài Gòn mà đã đưa lên thành phố mà mới hồi nãy ông kêu đây. Mới nãy ông kêu ông báo. Vậy là coi như là có như nó mở hết cho mình. Có nhóm nhóm được cái tin vui hay không ha? Nhóm tin vui mình lường bắt cái này. Thì theo như cô Năm thì bây giờ thì em Phương cũng con nhận được thông tin thì em Phương cũng đã xuất viện về nhà thì cũng tạm ổn thôi. Bác sĩ chưa cho về nhưng mà em Phương cứ cương quyết đòi về. Thì theo như cô Năm thì mai mốt thì em Phương có khi mà lành bệnh có nên thổi nước hay là tiếp không, cho bà con nữa không cô Năm? Bởi vì ở đây thì nếu mà nói đạo chúng mà tụi con cũng như cô. Mà trên đạo cổ con nói đây là tụi con cũng có. Cũng không, chính con cũng có phần con mới lo lắng như vậy. Mà con hát cái bài hát hồi hôm con nghe con khóc với cậu Phương cũng chảy nước mắt. Thì vậy thì tới phiên cô cũng chảy nước mắt rồi con hiểu rồi. Nó làm như nó có liên quan. Thương một cuộc đời người Việt ngã. Đúng không? Đó. Thì ông trên đó là cô cũng phát lại cho cậu đó là cô nói cô xin mẹ duy trì để thủy xã. Những gì vừa qua không cứu khổ được thì phải cứu cắt.
Bởi vì nó đang đứng giữa cổng thăng bằng, hai bên giành giật nhau. Thì bên nào Phật giành cho Phật, mai giành cho Phật. Dạ. Những người ra vô tôi nói đây, mấy người có giận cho tôi chịu. Dạ. Yeah. Đã biết người ta bệnh như vậy, nếu mà nói về xã hội, bệnh khỏi là nguy hiểm. Dạ. Yeah. Mà tại sao còn đưa cái chai cho nó thổi phù phì, chỉ có ý gì, hỏi như đó. Dạ. Yeah. Bệnh thì có thuốc, không thuốc Tây thì cũng có thuốc Tây, không Tây cũng thuốc Bắc. Mà làm gì phải bắt buộc người ta phải thở mà một chai nhỏ không đủ chơi quốc một chai chai này. Một lít rưỡi. Đó, nào tôi nói quý vị nên tỉnh mộng lại đi. Đừng có làm như vậy, cái đó là mai dục tâm. Cái tôi biết mấy người cũng nói má mai dục tâm. Để anh chơi dễ cho cậu thì cậu nghĩ thương người, cậu muốn lập công, cậu muốn làm hiền để rồi phát ra cái kiếp này, nên cậu mới làm, nên cậu có lòng thương đó, hiểu không? Giờ cậu biết cậu đi nữa, mùng 7 tháng 2 là hoàn chỉnh được cái kiếp này. Thì lúc đó là điều trời hết, nói gì hiểu không? Điều trời hết rồi. Nhưng mà cản trở cái này là do giống như cản cơ vậy. Năm 12 cũng cản cơ ha. Này cản cơ cho cậu chết sớm để chi cậu còn được 5-6 tháng để đào thai lên nữa thì đương nhiên phải trễ rồi. Nói trước đó. 12 con giáp mà còn có 11 con làm gì? Hiểu không? Đó nên vì chỗ đó là cậu này là người quan trọng cho của mẫu cậu. Mẫu tổ là mày duy trì quá đất. Có coi trong cái cuốn kinh vị mẫu đó. Thập nhị bắt tú. Thập nhị bát tấu, là hiểu rồi đó. 12 vị quần thần cung bà cố tổ. Là trong đó có Phương. Có Phương, ngộ rắn hả? À. 12 giác đó, 12 vị quần thần cung bà cố tổ. Là cũng như cái cốt của người ta đó mà ta được hiển. Hiển được cái thần mà thần đại thần chứ không phải là tiểu thần dưới cái cõi địa này. Mình lập danh nhập vô múa máy đâu. Đó vô chỉ múa máy không cho làm gì, còn cái này ra. Ai tu thì họ phát giúp đỡ, ai không tu cắn châu được không? Yeah. Hỏi cắn châu cho dù quý vị nè, đi hồi đó chó cắn quý vị tự nhiên ngủ đêm sáng vậy cái nó bầm mà ha. Bây giờ đâu còn nữa đâu, đầu thai lên hết rồi. Cho là hùng thú lên là hùng người cũng được làm người rồi, cho hết nên giờ chúng sanh trên này rất là đầy, đi đâu cũng đông. Cái xưa đâu có hội chạy cũng đúng, đúng không? Yeah. À, đó là giờ được tự do, được làm người, nhưng mà làm người Đức Phật Quỳnh Đức Trưởng cũng nói là học Phật tu nhân là không có phép tắc nữa. Mà ngày ở đời của ổng không còn phép tắc, không có dụng thần thông cái gì, mà không có dụng gì hết trơn á. Dụng bằng cái tâm. Tâm làm ác thì ra ác, tâm Phật ra Phật, Phật ra tâm, không có đâu. Còn niệm Phật để làm gì? Bây giờ cũng nói luôn cái vụ niệm Phật nè. Tại sao dùng phương pháp không có cho học kinh kệ gì nữa hết, không cho học cứu gì nữa hết, mà phải chú tâm. Chú tâm thì có Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát là chú tâm của con người. Ai đây không khóc đó thì bà cho cười. Ai đây đau khổ bà cho người tới để giải quyết, có không? Đó là Đức Mẹ Từ Bi. Yeah. À, đoạt duy trì và sai khiến các bà mới làm ra. Đó, để chi? Để có người phải đứng ra diệt ma hay hoặc phục ma. Yeah. Ở ma chịu tu thì phục, còn ma không tu thì diệt. Giờ chỉ có hai cũng được. Còn Phật thì vẫn là của Phật, nhưng mà đôi khi Phật cũng phải nhu theo đập chập nên đó, thầy mới nói bây giờ không học gì hết chúng ta. Kêu bằng là đừng tu khó, không khó ăn xong kết núi, khó là người bị thú đang kẻ nói ra nó vô mình chia phe, mình giải phái mình bỏ đảng mình bỏ đạo đi, đó tự mình chia ly thôi chứ ai rồi bắt mình bỏ đạo ai đâu, thấy không? Thành ra mình phải nên nhất tâm nhất dạ nhất lòng, nếu biết con rồng thì mình dám giữ trung kiên là vậy thôi, thấy không? Đó, trong khi cái nứt cứu của quyền ở trên đầu cổ mình à, đang tỏa ra sát thân của mình. Rồi họ không có bóng có hình thì mình phải mượn cái bóng hình của mình để làm ra. Thì mình cho rằng mẹ là cha là thầy là tổ đi trên đầu mình chứ không đâu hết. Nên nó chỉ nói bây giờ chỉ học có một câu, sáu câu mà cho nó sáu trong cổ không khó. Quay cái cổ không phải sáu trong cổ. Yeah. Sáu câu có đó là sáu chữ luật tự. Yeah. Ai đi đạo. Nó dình tâm, nó há được. Dình tâm. À, sáu câu luật tự này nó dẹp hết những cái cõi âm. Để những gì cái nội tâm con người làm ác làm sao đó, trừ được sáu sáu giới, sáu luật vệ này sao, sáu chữ là luật tự như đà này dẹp được nó sao, tham tham sân si, hiểu không? Phản đạo thánh như còn bị dập nè, đó thánh phải trùng khổ, phải trùng khổ bị dập, cũng như là nhà thằng Hương nó cũng thuộc thành thánh nó trùng khổ như vậy, nó khổ chẳng những linh hồn mà nó khổ luôn cái thể xác. Còn chúng ta chỉ khổ linh hồn, cái xác vẫn bình yên. Mà nhiều có một cái là hơi nó pha trộn cái máu điên thôi.
máu được tỉnh nó đi hoài đi khắp trần miệng không biết kiếm tiền nữa là kiếm gì đây. Tại sao rồi gặp hai cô cũng nói chuyện liên dây à, không có nói lẻ à nha, nói liên dây đó. Chắc cũng là cũng một mẹ một thầy hay một cha. Khiến cho mình xuất khẩu đề ra những câu nói đó. Nó còn hát ca thì quên liền mà. Hát ca là phải trên tem. Nhưng mà theo như... hát là trong trên đèn à. Theo như con thấy thì em Phương cái lòng từ bi rất là cao, muốn giúp rất là nhiều người, tuy là bệnh nhưng mà cũng vẫn cố gắng á, của năm cũng vẫn cố gắng để mà làm bệnh để giúp bà con người ta vậy. Bây giờ sợ không đủ đức. Không đủ đức để thoát nạn. Nhưng mà cô nói rồi, cháu hãy yên đi, cô dám nói. Cô chưa đưa 500 không phải cô giàu có đâu, đừng nói cô chảnh. Tại vì trên kêu để là lấy một cái cơ, hiểu không? Cái cơ cho 500 là cho cháu 500 là đóng ấn luôn đó. Mất thì được về, không nói tiếng nào hết. Được về không phải về trời, về được được làm người trả lợi trọn vẹn chứ không phải gì nữa. Mấy người này còn dự minh nhân hết đất nha, chứ không bây giờ trời đâu à. Còn nếu quý vị này làm có thể được về, nhưng mà không, tuổi này còn nhỏ, có này về vậy thôi à. Còn hả, chịu ở lợi nữa lãnh tiền hung không, không là được hay niệm Phật thiết lên về. Đã nói là Minh Tân đó, còn có chút thiếu nữa hả. Biết bao nhiêu kiếp, bây giờ kiếp này không lẽ để cho kiếp mày mình cúng dưới mặt trăng. Thấy không? Đó là những người phải biết mình có căn, đừng có để căn thẳng. Phải dùng để mình có căn, để dùng lên, dùng lên. Hiểu chưa? Nên phải có bi trí dũng, đại hùng tất cả. Phật với trời đã hiển xả cho linh căn rồi. Giờ kiểu chuyện giá là vậy, chứ giờ chỉ còn khó khăn trong cái giá mà phải. Cũng vì nền kinh tế nên khi khó khăn cái mình ham tiền, cái mình làm liền. Đó, giờ sợ như vậy đó. Để tham đứng đầu đó, cái tham đứng đầu là việc luôn đó. Nó thật đó, bởi vì chứ thôi đã nói xin của quyền tham gia và đã khác thì mình muốn làm sao cho đạt có khác. Khi nào em Phương như là nghĩ mình cũng sắp sửa bỏ xác, nên là em Phương cố gắng để lập công bồi đức để mà thì đó lập công bồi đức, nhưng mà cô khuyên thôi bây giờ hả, ngày nào đi không đâu đâu, ngày nào đi thì cứ đi. Cô đã nói rằng cứu căn chứ không cứu số, cứu căn là cứu linh hồn, cứu số là phải chết. Không cứu số được, cứu số là phải sống được mấy năm nữa. Còn này không cứu số được thì phải cứu ta. Chỉ trông em ra có người đưa đi chỗ khác, không ai giật được hết, đừng lo. Nói vậy giật không, chết có người giật á, không giật ta. Bây giờ tôi chỉ điển hình cho thấy, tôi nói là phải thực tế. Tại sao có đám ma một người bệnh nhân, ví dụ như Phương vậy đó, hai người ẩm được rồi, cái người chắc thở bỏ vô cái phòng còn mười mấy người khi không đi. Ma nó bu, nó dành cái xác đó. Hồi đó Phương chưa được đi rồi, tại sao nó cứ dành hoài Phương ra được, ví dụ như vậy. Nếu mà những người mà hấp hối rồi biết rồi, chỉ trên cái trên hai vị xuống thôi, ta kêu bằng ngu đồng á diện. Chứ thật sự hai vị đó được lệnh trời xuống dắt đi. Dắt mà dắt phải làm sao? Phải có mẹo. Nhưng mà tại sao mà đám ma nào phải đọc cái hiêu làm chi vậy? Bắn súng làm chi vậy? Bắn pháo làm chi vậy? Văng tiếng kêu cho nó giật mình, nó buông cái xác ra rồi mình nhẫn lên đi. Đám ma đó. Dân cái suy nghĩ có đúng không? Đám ma của chồng này á, dân thường á thì ma tới nó hát nó ca, không kiếm tiền. Còn đám ma các ông lớn á thì đứng gác canh đàng hoàng, có thằng nào dám nhảy vô ha? Nói nhiều đủ rồi, dòm rõ ràng không có gì khó hết á. Nghĩ ra, nó mà nghe đó, ma nó mừng lắm, nó tới nó hôi nó hát, nó ca, nó dân mong, nó múa, dùm mấy người nó phái. Chết mà vui dữ vậy á hả? Mình cũng là ma, mình mới ham vậy. Còn Phật người ta chỉ cầu mong ở đây nha, tử là tám liền, chắc sáng chiều đi chôn, chắc chiều sáng mai đi chôn. Đó là ông bà tôi thương, tử là tám, không để cho nó lâu ông bà nữa. Bởi vì thầy á, rất là đơn giản, thầy cô thầy giấu xác không, thầy đi thầy giấu xác không, có ông nào để xác không. Nhưng mà hòa thượng là tôi nói luôn nha, hòa thượng lúc này làm lớn lắm. Bởi vì tôi coi á, trong tuần có ông hòa thượng mà đi dài dài, ai cũng quỳ lại giữa sân giữa đường, tôi tự nhiên tôi đổ lại, tôi thương cho thầy thôi. Thầy tôi không ra đi, không giấu. Không giấu, không thấy ông ngày chết, không có cho gì hết, không cho kêu. Bởi vì kinh nghiệm chị em, nên có ông bà nào lỡ già rồi thì mình cầu, nếu còn được nghiệp sống thì sống cho mình khỏe, cho con cháu trẻ hiếu. Còn nếu phải số thì cho về, đừng xin nữa, đừng xin gia hạn. Trời, 80-90 tuổi gia hạn có gì, làm được cái gì trong lúc này. Nhiều khi người ta đi đổi áo mà có thể được, người ta quay trở lại như mình, nhiều khi nó nhỏ chứ nó mà nổi bà nội mình, thật sự là vậy.
Dạ thằng Nam mất kêu chị em tu á, làm sao đừng có để phần của quyền. Không phải gì dưới chồng mèo này mình phiền con cháu chút đi. Bà nội mày, ông cố nội mày sẽ đứng kế bên nước mắt hay là chảy mày đâu thấy. Đó giờ cái chuyện như hợp sáo đắt hay nhập chồng quýnh vợ, nhập hả bên nội hay nhập chồng quýnh vợ. Hả bên ngoại vợ giận chắc chồng thì đương nhiên hai vợ chồng không có hạnh phúc ở chỗ đó. Do âm hội nhà cũng có ma, đúng ma. Nhưng mà ma thế nào, ma của Phật hay là ma của cả hội này. Ma sao đen, nó hả hồi đen đó. Người ta dưới này cũng đa tánh đa dạng, cũng đa người. Thì ở trên ma quỷ nó cũng vậy, cũng có người hiền người vậy. Hiểu không? Người thì ma tru nhẫn thành Phật, quỷ tru nhẫn thành Phật được rồi. Đó. Nên cái mình không có phân biệt. Tại vì cái loài ma cũng như cái loài người là quỷ nó cũng giống như cái loài người. Mà bây giờ người ta muốn tam ngôi giật lại một thôi là kỳ này của Phật đó. Là con người không? Thì con người nó mới đúng là cảnh mồng tiên. Nó hỏi mở hội long qua để làm cái gì? Nãy duy trì vậy, thấy xương con nó trên trên được mở, đế tổ nó cho mở, không phải tự nhiên mở. Ở trên có đế tổ, ở dưới có địa mở. Rồi hai ông phải làm, ông một đế là đưa xuống ngọc hoàng phải làm. Đó, nên nó học thành ngọc hoàng giành giật vậy lắm, giành giật cái ghế. Ở trên để đưa xuống, để khi giành giật cái ghế là đưa về bên trong hết đất. Nên mới nói, ông Trung thắng là chúng ta đạo cũng thắng luôn. Chứ hôm nay mình te tu được tự vì đang tranh đấu để giành giật lại cho bên trong trắng rồi. Tại vì ông này là một vị Bồ Tát đưa xuống rồi để mà đóng vai Ngọc Hoàng. Nó trước luôn. Đó, nó có ở dưới. Dạ kính thưa cô Năm, ngày hôm nay trước là con đến thăm cô Năm. Thì sao cũng có những số tiền của các cô chú anh chị em mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước. Cũng nghe cô Năm sắp sửa là một hai căn phòng trọ để mà cho khách thập phương như là những người bạn đạo đến dưới núi non thì có thể không có chỗ nghỉ ngơi thì có thể ghé chỗ cô Năm để mà nghỉ ngơi. Thì các cô chú cũng ủng hộ cho cô Năm gửi cho con số tiền là 8.100.000. Thì con xin được phép công bố danh sách của các cô chú anh chị. Một mạnh thường quân đã chuyển khoản vào tài khoản Sacombank của Tiến Dũng ngày 29 tháng 10 nhưng mà không có ghi tên người gửi mà chỉ ghi là có nội dung là gửi cô Năm Thảo 1.500.000, gỗ câu Hoa Lý 1.500.000, hay gỗ câu Năm Bồ Đề 1.500.000. Thì hôm nay con xin chào cô Năm 1.500.000 của một mạnh thường quân chuyển khoản không ghi tên. Người thứ hai đó là chị Bùi Ngọc Lan ở Hoa Kỳ gửi cho con 100 đô là 2.300.000, gửi em Phương 1.300.000, gửi cho cô Năm Bồ Đề 1.000.000. Người thứ tư đó là cô Kim Tú Trằng ở Hoa Kỳ gửi cho cô Năm Bồ Đề 100 đô là 2.300.000. Anh người thứ tư đó là anh Khánh ở Sài Gòn gửi cho cô Năm 1.000.000. Người thứ năm đó là cô Hương Đức Chơn ở Hoa Kỳ gửi cho cô Năm 100 đô nữa là 2.300.000. Thì tổng danh sách của năm anh chị là với số tiền là 8.100.000. Con xin trao cho cô Năm là 8.100.000 của các cô chú anh chị để hỗ trợ cho cô Năm, để cho cô Năm sửa lại cái căn phòng trọ đã lâu năm cô Năm không có sửa sang lại. Thì hôm nay cô Năm muốn sửa lại để giúp cho những người bạn đạo hay là những người đi núi non mà không có chỗ nghỉ ngơi thì có thể ghé để mà nghỉ là quán con trai của cô Năm. Dạ. Cô Năm không biết gì hơn, thôi giờ cũng cảm ơn hết tất cả những cái gì mạnh thường quân. Dạ. Tuy đồng tiền nó bé thật sự nhưng mà đơn sơ mà đã chiều mến, bổ ích mà lòng nhiều. Thì thôi nay cũng sắp buổi chiều rồi, cũng gấp dội để mà mình kết thúc. Thì thôi giờ không có gì hết, ung đúc được một bài. Hát cái gì hay đó, dù hay hay dở cũng đừng cũng đừng có chấp nhá không. Là ai trên mạng có coi á, trời cho đồng cầm sao thì cũng được. Hát dối cũng được, hát đúng cũng được. Hát đây là không phải là hát đạo hát pháp gì hết mà hát khuyên nhủ. Khuyên nhủ các bạn ngủ. Hôm nay cầu hát gửi đến khắp nơi, không có làm thơ để đời cho nhé. Đây là cái cơ để cầu gieo gièn, đi kiếm khùng điên đi tìm kẻ dại, kiếm nội kiếm ngoại kết chặt tình thương, vì Phật đã ương giống dòng lâu lắm, nay ở nơi núi Cấm mới đợi chờ canh. Thấy thật là linh, không hình có bóng,
nơi xa còn nóng đợi lại trở về. Kim hạt bồ đề từ lâu đã ngủ, biết đâu là đủ, biết thiếu biết dơi, để hiểu đạo đời người ơi ráng nhớ kỳ. Đây là cơ cầu hát cho vui, chúc quý đạo chui được nhà lìa xa cả. Tội xưa hỷ xả, nay phải kết thành, đã lúc tí canh năm nay khai khởi. Lên trời đã mở chiến dịch khắp nơi, thôi cậu hát cơ cho người hiểu thấu, đang tìm con dấu linh tử linh căn. Chịu khó làm ăn đêm thì liệm đạo, đó là trời tạo trở lại quê ta. Con mẹ, con cha, con bà, con tổ, làm sao thi đổ đừng để rớt rơi. Cậu hát đây chơi, ai nghe cũng được, lưới chờ đã lượt, cậu chẳng dám ngoa. Nay cậu hát ca để hòa cùng hảo, vừa qua đã bảo đến tận số 10. Cậu không muốn cười hoặc hay muốn khóc, bây giờ động tóc ai biết gì đây. Mong Phật chuyển xây, mong thầy chuyển lại, người ở phương ngoại về nội màng ba. Không dám trổ ra con gì số nữa, tự mình mà sửa, tự đông dâu vô. Cậu gọi lô tô, đổi mồ tóc mã, lợi sao thông thả cho cả cuộc đời vật đổi sao dời lời. Đây mà cậu hát là đạo giải thoát, nghe kỹ mà tri. Nói đạo du di vậy thì không có nhận sao, sẽ có dù gió hay mưa, cấp ở bảy xưa cấp vừa cũng được. Mẹ đang thanh lược, ráng kỹ gần xa, con mẹ con cha, con bà con tổ, đừng cho họ đổ rồi lại thanh thừa. Thôi cũng là vừa, ngày nay sắp tối, bây giờ được mối cậu hát cho nè. Mai mốt chèo ghe cậu ngồi hát nữa, lúc trời mở cửa, lúc rửa trần gian. Xin Phật Tây An mở đàn Nam Việt, anh hùng hào kiệt quy tụ cấm sơn. Ít tiếng trả dân, tiếng đờn đã dứt, mà ngày thánh đức tìm đức mà thi. Sắp sửa cung ly, diêu trì buồn tuổi, cậu đây dông rủi khắp cả bốn phường. Xuân thoát cậu phương, chập trần đi đứng, cậu sinh trên trứng, mẹ hải cứu căng. Dù số băn khoăn biết còn không nữa, thôi thời dù lửa hay nửa nước cũng đi. Đó đạo du di những gì cậu hát, đem rồi cậu thoát, cậu nói phường nghe, cậu nói phường nghe, dùng tiếng hát về để cho em hiểu. Cậu là đại biểu thiên định xuống đây, xin mẹ chuyển xây, xin thầy chuyển cậu. Năm nay cậu lậu, phương hỡi hãy vui,
dù có chuyện xui mẫn mùi đã tới, mong sao khắc mới sẽ được khôi ngô. Lời chúc năm cô có người cứu khổ, thôi thời giảm cổ cũng đặng quy kim. Mình có con tim, mình tìm lẽ sống, cậu không dám chăm sống chết của phương, thôi chịu náo nương tìm đường giải thoát. Ủa sao hát lây qua đó vậy? Yeah. Thôi không mắc nữa. Cảm ơn cậu. Hai chị còn ủa hát có cần tắc gì để mà hỏi cậu nữa không? Thì đừng xa nghe, rồi có gì hỏi luôn nha, để cậu giải đáp luôn bữa nay luôn. Nãy giờ là chị thấy cái tâm của mình là thấy nó mát mẻ hơn chưa? Thấy có an lạc hơn chưa? Mát mẻ, an lạc. À, uống nước sữa vô đi. Để cũng, nói cái gì nữa thì nói, hỏi gì nữa thì hỏi luôn. Hết rồi. Chị ăn trầu xong rồi sao không hát hồi chứ? Hát rồi chú đâu, ơi. Về, vô trầu rồi là vô trong phim này là, mặt chị đâu thấy. Hát rồi, hát chị được rồi. Yeah. Hôm nay gặp, trước là gặp cô Năm, sau là gặp chú Tiến Dũng. Yeah. Chú Tiến Dũng cũng được chúc cho chú được cái trên cái con đường thành công nha. Dạ. Yeah, nhưng chị. Mà trên cái con đường này chú Tiến Dũng được cái công đức vô lượng. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Cái đó là ok. Thì trên con đường này nếu mà chú Tiến Dũng làm được, đâu có ai làm được như chú đâu. Đâu. Chú làm được như vậy là công đức chú quá lớn đi. Rồi sau nữa thì gặp nhờ cô Năm Bồ Đề, cũng đây là cô Năm là cũng là miếng đất này để được trồng công đức. Yeah. Thì có đất mới được trồng cây, không có đất đâu có được trồng cây. Yeah. Thì đây miếng đất bự. Yeah. Bởi Tiến Dũng đi trồng mới cây công đức mới chịu quá. Yeah. Đúng rồi, có đất mới trồng được, không có đất là có trồng được. Cây phải có đất tốt mới được cái chị ha. Bởi vậy cây tốt phải nhờ đất. Nè, biết sao tốt không? Tại vì đất núi. Đất phải có nước nữa. Đất phải có nước nữa mới thì chú là nước đó. Yeah. Chú là đất. Đúng rồi, đất núi này đất linh. Còn tôi với chị nãy đây rình chừng nào có trái thì cắt. Chứ mình đâu có chồng đâu. Yeah. Chú Dũng chồng, chú Dũng tưới nước đây đó. Để qua cái bầu cử rồi xong xuôi rồi cái đợi trên mẹ cử kết thúc năm Canh Tí. Thì vào cái ngày 18 tháng 10 âm lịch. Yeah. Là ngày đó cúng mẫu cuốn mẫu xác minh lại, kiểm tra lại và kiểm điểm liên căn lại. Linh căn và linh chữ là ba cõi siêu địa nhân. Rồi xong xuôi rồi đó là mẫu mới là trên đưa lên hội đồng. Hội đồng ngũ hình rồi làm xong xuôi rồi mới đưa lên tâm thanh cõi thượng quyết định, thì qua năm mới mới thấy được việc làm mới. Nhưng mà nó cũng hơi buồn, biết trước như vậy hơi buồn, bởi vì cái gì đó mở một cái tuần hát nó cũng phải có hát thử hết đó. Mà mình muốn ra một cái phương án nào đó cũng phải có cái đề án để làm cái phương án mới, để coi sao giống quy hoạch một cái chỗ nào cũng phải có cái phương án khác. Quy hoạch bao nhiêu, ở chỗ nào, đất nào nó có hết. Thành ra người ta không biết, người ta nghĩ rằng tại sao mà giỏi. Nhưng mà giỏi cũng chưa bằng khi mà làm lại. Tại vì nhờ thời gian qua đã có quyết định của Đức Thục Đế nói là màn trận diệt, nó mở mở hồi hôm qua. Rồi tận diệt thì giờ chưa thấy diệt, nói rằng không diệt nó không, ông nói thì ông không bao giờ thay đổi. Khi đã buông lệnh xuống rồi không bao giờ thay đổi, nhưng mà chỉ đổi cái là giờ giấc tháng ngày năm, có mặt sự lượng. Quay đi phô khai si chẳng phô khai si chẳng đi phô khai sinh san thuê phô khai sinh dân đôi vi khai si chẳng si phô khai nhìn li mi khai xoay phơ khai dẫn phô khai li xây chinh li phô khai mi phô lấy sinh tiên xoay quân phô li này phô li tuyên xây chân di thay sang diên họ phô lấy tiên xây chi phô khai xây đi phô khai xây xin họ khai ở quay lý quân này à tiên thay thêm phô thiên thai thể phổ này thiên thể bị sai chiến trận còn khai phồn lê tiền sai chiến thiên khả khai thủy phổ này mấy thế à chiến sai sinh sản vì khai sinh chân hệ khai khen phổ khai chi phổ khai sĩ chân hệ khả phổ này à lê thiên thể khả phổ sai à tiền sai tiền tăng trọng phổ để tiền sai chiến chân hệ khai sĩ phổ
lấy tiền xài chín hai mươi hai mươi họ được phô 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 phải xếp phô phải xếp phô phải gặp chị tỷ em vui lắm. Bây giờ em cho em xin mừng nguội để em tặng bài hát mà em đã khao khát lâu rồi không có dịp để em hát ra. Bây giờ em thấy quý vị hát ca và em cũng có đôi lời hát ca mà tiếng Hoa hay tiếng gì cũng được. Chị hát thì chị, em múa thì chị.